Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính. Thì trước khi bước vào cái video này thì anh chị nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh cũng như là để lại cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận, hay là anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ để lại ở phía bên dưới phần bình luận rồi em sẽ giải đáp cho mọi người ha. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch rất là tuyệt vời nha anh chị, thanh khoản lên một cái mức cao kỷ lục kể từ đầu tháng 4 cho tới bây giờ luôn, kể từ đầu tháng 4 cho tới bây giờ. Thì đây là một cái phiên gọi là một có một cái mức thanh khoản tương đối cao, nhưng đây là một cái phiên rất là tích cực nha anh chị, khi mà thị trường đã chủ động quay về test lại quanh cái vùng là 1070, loanh quanh cái vùng này em nhớ để em coi coi sâu nhất là 1071 thì nó cũng loanh quanh 1070 rồi, sau đó rút chân và bật lên lại rất là nhanh, tạo nên một cái nến rút chân rất là đẹp với kèm thanh khoản lớn, cho thấy rằng là lực cầu ở phía dưới vẫn đang rất là tốt. Và nếu như mà anh chị quan sát hết tình hình diễn biến ở trong phiên thì hôm nay thị trường có một cái lực cầu để hấp thụ cái lực cung chốt lời phía trên rất là tốt, đặc biệt là xuất hiện ở những cái nhóm ngành bất động sản, chứng khoán hay là đầu tư công nha anh chị, và kể cả ở những cái nhóm ví dụ như là dầu khí hay là những cái nhóm như là khu công nghiệp cũng có những cái độ hấp thụ rất là tốt và nó bật lại cái độ đàn hồi nó rất là cao. Thì đó là cái điểm cộng của thị trường nha anh chị, và hôm nay thị trường có 225 mã tăng, 15 mã trần và 156 mã giảm, 4 mã sàn. Số mã tăng vẫn tiếp tục áp đảo số mã giảm. Thì đây là về cái độ rộng thị trường thì đây cũng là một cái điểm tích cực nha anh chị. Thanh khoản tổng thị trường của ba sàn cộng lại luôn là 19.300 tỷ, đây một mức thanh khoản ghê gớm anh này. Thì đây là thì anh chị thấy bắt đầu là thị trường đang đi giống những gì mà em nói là dòng tiền từ bên ngoài sẽ đổ ồ ạt vào thị trường nha anh chị, từ những cái kênh đầu tư khác, từ cái việc gọi là đẩy nhanh cái việc giải ngân vốn đầu tư công, từ cái việc là hạ lãi suất cho vay làm nâng lên cái nhu cầu đi vay, thì tiền sẽ ra được bên ngoài và một phần tiền trong những cái việc đó từ chính sách tiền tệ, từ chính sách tài khoá nó sẽ đổ vào thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó thị trường chứng khoán chúng ta đang là một trong những cái kênh đầu tư cực kỳ hấp dẫn so với những cái kênh đầu tư khác, cho nên dòng tiền từ những cái kênh đầu tư khác nó sẽ dịch chuyển qua ở cái kênh đầu tư chứng khoán, cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đó, chúng ta phải đi trước cái dòng tiền này nha anh chị. Em đã nói mọi người 2-3 ngày nay rồi, chúng ta phải đi trước cái dòng tiền này chứ không thể nào mà để cái dòng tiền này đổ vào thị trường đẩy cổ phiếu đi lên rồi lúc đó anh chị mới quan tâm tới cổ phiếu là lúc đó đã trễ rồi nha anh chị, đã trễ rồi. Đây chỉ mới là cái sự khởi đầu thôi đó, khi mà nhiều nhóm ngành, nhiều mã cổ phiếu mới bắt đầu đi lên lại được cái vùng biên trên của cái vùng tích lũy, nhiều mã chỉ mới vượt ra được khỏi cái hợp giá tích lũy và cái dư địa của những cái mã cổ phiếu nó tăng còn rất là lớn. Em lấy ví dụ một mã cổ phiếu tiêu biểu ví dụ như là VND, nó chỉ mới nó vượt ra được khỏi cái hợp giá tích lũy của nó thì cái dư địa của nó tăng còn rất là lớn, tương tự đối với những cái mã cổ phiếu khác, đặc biệt là ở những cái mã cổ phiếu ở cái nhóm bất động sản hay là những cái mã cổ phiếu ở khu công nghiệp, rồi những cái mã cổ phiếu ở đầu tư công cũng sẽ tương tự như vậy nha anh chị, vẫn sẽ có sóng rất là lớn trong giai đoạn sắp tới và anh chị phải chuẩn bị cho cái kịch bản này đó. Thì cái vấn đề này em đã chia sẻ mọi người chắc cũng phải là 2 tuần 3 tuần trở lại đây rồi ha. Cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng nha anh chị. Nếu mà chúng ta trừ ra cái khoản mà giao dịch thỏa thuận này ra thì nước ngoài vẫn bán ròng trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên là cũng sẽ không có quá lớn giống như so với những cái phiên giao dịch trước đó nữa. Tự doanh thì chúng ta chưa có số liệu nhưng mà ngày hôm qua tự doanh mua ròng rất là mạnh. Đặc biệt là mua ròng tập trung chủ yếu là mã cổ phiếu EIB. Thì chắc cũng là mua thỏa thuận thôi anh chị, thì không biết là EIB nó đang có cái gì đó. Nhưng mà ngày hôm nay nước ngoài là bán ròng EIB rất là mạnh và ngày hôm qua là tự doanh mua EIB cũng rất là mạnh. Thì ngày hôm nay thì tác động tới VN Index chỉ số chung thì có Vietcombank tác động theo chiều tích cực nha, vậy thì có Vietcombank, Masan và WG. Bên cạnh đó cũng báo với mọi người một cái tin vui luôn là Masan đã vượt được cái vùng cản ngắn hạn của nó và xác nhận tín hiệu đảo chiều vùng đáy nhanh, thì xác nhận tín hiệu đảo chiều vùng đáy đối với Masan. Và đối với những cái mã cổ phiếu ngân hàng ví dụ như là Vietcombank đi thì em nghĩ trong cái khoảng thời gian sắp tới hoàn toàn có khả năng là Vietcombank sẽ vượt được cái vùng đỉnh lịch sử này của nó, tiếp tục vượt được cái vùng đỉnh lịch sử nha, thì tại vì em nhìn trong cái khung đồ thị tháng á, em thấy đồ thị của Vietcombank đang rất là đẹp, hoàn toàn có khả năng Vietcombank sẽ tiếp tục vượt đỉnh và đi lên tiếp nha, vậy từ đó sẽ kéo theo cái nhóm ngành ngân hàng giống như là cái tiêu đề em có để đó, nhóm ngành ngân hàng sẽ sớm dẫn dắt VN Index vượt đỉnh trong khoảng thời gian sắp tới. Thì buổi tối livestream ngày hôm qua em có nói mọi người rằng là khả năng cao là tuần sau thị trường sẽ xác suất vượt đỉnh nó sẽ cao hơn rất là nhiều, thậm chí là vào ngày mai ngày mốt nếu như dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng nha, đổ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng đó. Thì trong giai đoạn sắp tới thì em nghĩ rằng là sẽ bắt đầu có những cái sự dịch chuyển về dòng tiền nha, sẽ bắt đầu dịch chuyển có những cái sự dịch chuyển về dòng tiền. Anh chị có thể thấy là những cái nhóm cổ phiếu penny bắt đầu sẽ bị chốt lời dần. Em lấy ví dụ như những cái mã cổ phiếu như Sam, hôm nay anh chị thấy đã bắt đầu có những cái tín hiệu chốt lại đến từ nhà đầu tư và cái việc này sẽ là đây là những một trong những cái tín hiệu dịch chuyển về dòng tiền, và dòng tiền này có thể sẽ tìm đến nhóm cổ phiếu VN30, cụ thể là nhóm ngân hàng trong khoảng thời gian sắp tới, và đây là một cái điều tích cực đối với thị trường nha anh chị. Khi mà dòng tiền dịch chuyển vào nhóm VN30 thì sẽ giúp cho chỉ số chung vượt được đỉnh và tiến lên lại những cái vùng target xa hơn, từ đó những cái nhóm ngành khác cũng sẽ có dư địa để tăng nhiều hơn nha anh chị, kể cả
kể cả chỉ số chung, VN Index và kể cả những cái nhóm ngành khác cũng sẽ có dư địa để tăng nhiều hơn. Và trong giai đoạn sắp tới, em view trước mắt là thị trường có khả năng là vượt được cái đỉnh 1084 và sẽ tiến về lại cái vùng là 1100 cho tới là 1120 trong cái giai đoạn tiếp theo. Với cái sự dẫn dắt luân phiên giữa các cái nhóm ngành, trước mắt cái cản đầu tiên là 1084 sẽ cần cái nhóm ngân hàng trợ giúp để vượt qua cái vùng cản này nha anh chị. Rồi sau đó những cái nhóm ngành kia, dầu khí, khu công nghiệp, bất động sản, đầu tư công, thép, rồi chứng khoán sẽ thay phiên nhau lần lượt dẫn dắt thị trường tiến lên là những cái vùng đỉnh cũ xa hơn, hay là vượt đi được những cái vùng đỉnh cũ đó và tiến lên là những cái vùng target xa hơn, đó chính là 1140, 1160 trong giai đoạn sắp tới. Và em vẫn giữ nguyên cái view và cái quan điểm của mình, đó chính là tháng 6 thăng hoa nha, thì thậm chí là kéo dài qua được cho tới tháng 7. Tại vì thông thường một cái nhịp sóng tăng sẽ kéo dài từ tầm khoảng ít nhất là một tháng, nhiều nhiều hơn là một tháng rưỡi, hai tháng, thì em nghĩ là kéo dài được cho tới tháng 7 hoặc là giữa tháng 7 là quá là tuyệt vời, là chúng ta sẽ kiếm được những cái khoản lợi nhuận cực kỳ lớn nha chị. Và đây chỉ mới là cái sự khởi đầu, đây chỉ mới là cái sự khởi đầu mà anh chị thấy là những cái mức lợi nhuận anh chị kiếm được mười mấy, hai mươi mấy, 30% là chuyện hết sức bình thường. Thì nếu mà anh chị cố gắng mà tiếp tục lì trong giai đoạn này, nắm giữ hàng và tiếp tục gồng lãi trong giai đoạn này, thì cái mức lợi nhuận của anh chị nó còn kinh khủng khiếp hơn nữa nha chị, nó còn ghê gớm hơn nữa đó. Cho nên là em vẫn tiếp tục bám theo cái kế hoạch của mình là vẫn sẽ view tới những cái vùng target trung hạn trong tháng 6 và tháng 7. Tất nhiên trên cái con đường đi lên cái target trung hạn đó thì sẽ có những cái trạm dừng chân nhỏ, nghĩa là những cái vùng cản nhỏ. Thì khi mà lên là những cái vùng cản nhỏ đó thì em sẽ khuyến nghị mọi người bán 1 phần 2 hàng ra, rồi xong rồi chờ cổ phiếu đó nó tích lũy và nó test lại, chúng ta mua cover lại và tiếp tục cái con đường, tiếp tục cái hành trình lên đạt được, để đạt được cái target trung hạn đó. Ok ha nhỉ, cái đó là cái chiến lược của chúng ta trong thời gian sắp tới. Ở bên cạnh đó thì ngày hôm nay là cái nhóm tiêu biểu vẫn sẽ tiếp tục, hôm nay là cái nhóm đầu tiên, đó chính là cái nhóm nhóm cổ phiếu bất động sản. Bên cạnh đó thì có một vài mã cổ phiếu chứng khoán cũng có làm loạn lên, ví dụ như là BSI đã có những cái nhịp kéo rất là tốt, thậm chí là gần trần trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Hay là nhóm đầu tư công cũng có mã cổ phiếu FCN tiếp tục tím trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Mặt mã cổ phiếu FCN này là một trong những cái mã cổ phiếu em đã khuyến nghị mọi người rất là lâu rồi, đúng vậy, khuyến nghị mọi người rất là lâu rồi đó. Thì đây là cái room khách hàng của em, thì em có nói mọi người trước đó là ngày 26 tháng 5 là FCN VCG cặp đôi đầu tư công khỏe nhịp này, thì trước mắt là FCN đã thể hiện được cái sức mạnh của nó, còn VCG thì chưa nha. Điểm VCG nó giống như là VND trong nhóm chứng khoán vậy, anh chị phải kiên nhẫn với VCG một chút xíu nha đó. Rồi VCG, FCN là một trong những cái mã cổ phiếu em đã khuyến nghị mọi người mua từ những cái vùng giá lâu lắm rồi nhỉ. Đây, từ ngày 12 tháng 5 là FCN là 11.5, 11.6. Nếu tự tính những cái vùng giá như thế này á, thì chúng ta đã có một cái nhịp lãi đối với FCN là hơn 30% nha anh chị. Hơn 30% đối với FCN. Và FCN vẫn sẽ tiếp tục tăng tiếp được nữa trong cái khoảng thời gian sắp tới. Em có ghi rất rõ nè. Còn target trung hạn tới tận 16, dư địa tăng em thấy còn rất lớn. Thì trước mắt target của FCN là 16 nha anh chị. Nhưng mà hoàn toàn có khả năng nó sẽ còn tăng lên 17, 18 trong cái khoảng thời gian sắp tới. Anh chị nào cầm FCN thì lưu ý giúp em ha. Còn những cái mã cổ phiếu chưa tăng giống như VCG, anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ nha anh chị. Vẫn tiếp tục nắm giữ. Hay là những cái mã cổ phiếu như nhóm chứng khoán chưa về lại những cái đỉnh tháng 8, tháng 9, năm 2022. Anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ, bất động sản tương tự như vậy, khu công nghiệp tiếp tương tự như vậy luôn. Và những cái mã cổ phiếu dầu khí, thì trong tuần này khả năng dầu khí sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nhẹ và để tái tích lũy trở lại, thì chúng ta sẽ canh và tập trung dòng tiền vào trở lại nhóm dầu khí nha, để mua nhóm dầu khí để đánh tiếp nhóm dầu khí để lên lại những cái vùng đỉnh cũ. Ví dụ như BVS em vẫn view là nó sẽ lên được 38-40, BVD nó vẫn sẽ còn lên được loanh quanh cái vùng là 26-28 gì đó nha nhỉ. Đây BVD đó, em vẫn view là BVD hoàn toàn có khả năng sẽ còn lên được những cái vùng ở trên này là tầm khoảng 20-27 này, thì xa hơn là 31 nè. Rồi BVS nè, BVS anh chị nhìn hoàn toàn có khả năng nó sẽ còn lên lại được ít nhất là cái vùng 34 nha anh chị, ít nhất là 34 và xa hơn là những cái vùng là tầm khoảng 38 cho tới 40 đối với những cái mã cổ phiếu như BVS. Thì đây là những cái mã dầu khí mà em thấy là rất hấp dẫn trong cái khoảng thời gian sắp tới, mà chúng ta sẽ canh những cái nhịp điều chỉnh để chúng ta có thể là tham gia vào những cái mã cổ phiếu dầu khí nha anh chị. Đó. Rồi khu công nghiệp ngày hôm nay cũng đã có những cái nhịp điều chỉnh, ví dụ như IDC đã có những cái nhịp điều chỉnh trong phiên, anh chị nào mua thêm được thì quá tốt nha anh chị, anh chị nào mua gia tăng thêm được thì quá tốt, thì nó cũng đã có những cái nhịp rút chân ở trong cái phiên ATC. Thì đối với IDC em vẫn view là target vẫn sẽ là 43.x cho tới 44, xa hơn sẽ là 46-47 nha anh chị. Đối với IDC, anh chị nào có hàng cố gắng gồng lãi nha anh chị, cố gắng gồng giúp em trong giai đoạn này. Mình gồng lỗ được nhưng mà mình cũng phải gồng lãi được nha anh chị, chứ không phải là mình gồng lỗ hai mấy, ba mấy, bốn mấy, năm mấy phần trăm cũng được, nhưng mà mình gồng lãi chỉ mới có tới 10% là cái mình chốt lãi rồi đó. Thì anh chị sẽ không lãi lớn được nha anh chị. Và bên cạnh đó cái cách đi vốn của mình nó cũng phải hợp lý, tập trung dòng tiền trong những cái nhóm cổ phiếu, trong những cái nhóm ngành được hưởng lợi từ chính sách vĩ mô và được ủng hộ từ dòng tiền lớn thì anh chị mới có lãi được. Còn nếu anh chị cứ rải rác ra 7, 8, 9 nhóm ngành
thì anh chị sẽ không bao giờ lãi lớn được nha anh chị. Thì ngày hôm nay là cũng có nhóm bán lẻ đúng không? Nhóm bán lẻ ngày hôm nay cũng bắt đầu có những cái sự dòng tiền vào, bắt đầu có dòng tiền vào. Thì ngày hôm qua là vừa mới làm cho anh chị một cái video đó. Tối khuya ngày hôm qua gần 2 giờ em up lên cho mọi người một cái video về nhóm bất động sản và nhóm bán lẻ CEO đất xanh BDR. Thì ngày hôm nay BDR nó gần tím, CEO cũng tăng được 3%, đất xanh cũng tăng khá là tốt. Và nhóm bán lẻ, đặc biệt là nhóm bán lẻ cũng tăng rất là tốt. Thăm dò nhóm bán lẻ để đón đầu chính sách VAT. Bên cạnh đó, nếu anh chị em nào theo dõi em từ cái khoảng giữa tháng 5 tới bây giờ thì em đã làm rất là nhiều video về những cái mặt cổ phiếu cũng như là về nhận định thị trường là thị trường sẽ tăng trong cái khoảng thời gian sắp tới. Mới ngày hôm qua nè anh chị, ai lì người đang lãi lớn nè. Và cái vấn đề về cái việc là có nên full hàng hay là full margin trong giai đoạn này thì sẽ phụ thuộc vào cái danh mục của anh chị như thế nào. Đặc biệt nhất là anh chị phải luôn luôn chắc chắn đảm bảo một điều giúp em rằng là anh chị phải luôn luôn có sẵn tầm khoảng tối thiểu 50% hàng trong danh mục để sẵn sàng để bán nha anh chị. Tối thiểu 50% hàng trong danh mục sẵn sàng để bán thì anh chị có thể full hàng, full margin trong giai đoạn này. Tối thiểu 50% hàng sẵn sàng để bán. Anh chị hoàn toàn có thể thoải mái full hàng, full margin nha anh chị. Đó. Rồi VND là gì, Vịnh Hóa Thiên Nga là đúng không? Rồi 2-4 ngày trước là nhịp rũ bỏ để đi lên nè. Rồi IDC nè, VN30 cũng bắt đầu hấp dẫn nè. Anh chị nào cầm ngân hàng cố gắng kiên nhẫn nha, điện ngân hàng trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu như Techcombank, MBB, VIB hay là kể cả những cái mã như CTG, em nghĩ rằng là cái view của em vẫn như cũ thôi, là những cái nhóm đó vẫn sẽ tiếp tục tăng trong cái khoảng thời gian sắp tới để giúp cho VN vượt cản nha anh chị. Techcom nè, vững vàng tâm lý điều chỉnh là cơ hội mua nè, VCG nè, đúng không nhỉ? Đó. À, 2 tuần trước hết rồi nha anh chị, còn GEX nè, 2 tuần trước là áp lực chốt lời sẽ tạo ra cơ hội tới nè. Mọi thứ đang đi đúng hướng là môi trường đáy vĩ mô. Anh chị có nghe hay, em hay nói cái cụm từ là môi trường đáy vĩ mô gì, thì đó đây là một cái môi trường rất tốt để cho đầu tư nha anh chị. Có nghĩa là chúng ta đang có những cái sự kỳ vọng ở trong tương lai về cái sự phục hồi của nền kinh tế cũng như là về cái sự phục hồi của từng cái nhóm ngành bằng cách thông qua là những cái chính sách tiền tệ, thông qua những cái chính sách tài khoá hoặc là những cái chính sách hỗ trợ những cái doanh nghiệp, từ đó mang lại cho chúng ta những cái kỳ vọng tốt đẹp ở trong tương lai. Bên cạnh đó, những cái nhóm ngành sẽ có những cái câu chuyện riêng, ví dụ như dầu khí có những cái dự án ở trong nước, BVS có những cái câu chuyện liên quan tới quy hoạch điện 8, năng lượng tái tạo, bất động sản kỳ vọng phục hồi, chứng khoán là kỳ vọng vào cái hệ thống KRX trong cái khoảng thời gian sắp tới. Đầu tư công thì cái việc là đẩy nhanh vốn đầu tư công đang được đẩy nhanh hơn hết. Đẩy nhanh hơn bao giờ hết nha anh chị, và sắp tới anh chị sẽ thấy những cái số liệu liên quan tới đầu tư công sẽ tương đối là đẹp. Đó, thì mỗi nhóm ngành có những cái câu chuyện riêng, khi là khu công nghiệp cũng được hưởng lợi từ cái việc giải ngân vốn đầu tư công, cũng được hưởng lợi từ cái việc hạ nhiệt lãi suất, và được hưởng lợi từ cái dòng vốn FDI khi mà nước chúng ta vẫn còn tiềm năng phát triển trong cái khoảng thời gian sắp tới. Đó, thì đó là những cái câu chuyện riêng của những cái nhóm ngành, và em đó gọi là cái gì, đó là vĩ mô, và vĩ mô đó là xu hướng. Đó là cũng là một trong những cái lý do tại sao em lại chọn lọc ra được 5 cái nhóm ngành đó, và bắt đầu từ ngày hôm nay em lại chọn ra được thêm nhóm ngành bán lẻ. Khi mà chúng ta có thể đón đầu trước cái chính sách thuế VAT trong khoảng thời gian sắp tới, cũng như là chúng ta sẽ đón sóng quý 3, quý 4 sóng bán lẻ trong khoảng thời gian sắp tới. Và nếu mà đúng cái hướng mà em đề ra thì đây sẽ là chân sóng của nhóm bán lẻ, và đây cũng sẽ là một cái vị thế mua rất là đẹp đối với nhóm bán lẻ ở thời điểm hiện tại. Ok ha nhỉ. Đó thì đây là tầm khoảng 3 tuần trước đúng không? Đó là em đã bắt đầu khuyến nghị mọi người là vào hàng, mua hàng đúng không? Bắt đầu từ đầu tháng 5 nè. Và cho tới thời điểm hiện tại em vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình là thị trường sắp tới sẽ rất là tốt. Nha nhỉ. Tốt có nghĩa là đây là sẽ tăng giá đó, và sẽ mang lại những cái mức lợi nhuận tương đối cho anh chị em. Đó. Thì trong cái room giao dịch khách hàng của em, trong cái room Zalo khách hàng ngày hôm nay của em thì thật sự ra cũng không có nhiều, cũng không có khuyến nghị gì quá nhiều anh gì. Cũng không có khuyến nghị mọi người bán gì hết, thậm chí là còn khuyến nghị mọi người là mua gia tăng thêm. Thì em có kỳ vọng rằng là sáng ngày hôm nay là thị trường nó sẽ quay lên lại cái vùng đỉnh cũ 1080, 1084, đây là vùng kháng cự, em nghĩ là thị trường vẫn chưa thể vượt qua được ngay lập tức, mà sẽ cần sideways quanh vùng này vài phiên rồi sau đó mới vượt được, với sự dẫn dắt của nhóm bang và một số mã riêng lẻ trong VIN30, ví dụ như là Masan, Sabeco, Vinamilk hay là Vingroup gì đó, hoặc là Vietcombank. Hành động vẫn là ưu tiên nắm giữ hàng, đặc biệt là các mã vẫn đang tích lũy đi ngang chưa tăng nhiều trong giai đoạn vừa rồi, cũng như các mã vừa mới break out. Anh chị em nên ưu tiên chốt là những mã penny tăng nóng, anh chị lưu ý nha. Anh chị hay bị nhầm lẫn bởi penny á. Penny chứng khoán ví dụ như là SBS anh chị vẫn nắm giữ bình thường, còn những cái mã penny như là SAM hay là những cái mã penny mà không nằm trong những cái nhóm ngành lớn được hưởng lợi anh chị thì anh chị có thể là cân nhắc chốt lời, hoặc là những cái mã penny đã tăng nóng trong giai đoạn vừa rồi, tăng trên 15%, tăng trên 20% ở trong vòng vài phiên giao dịch thì anh chị có thể là canh chốt giờ lời dần những cái mã cổ phiếu đó để chúng ta thu cái sức mua về, để gọi là làm gì anh chị, dịch chuyển qua những cái nhóm khác, ví dụ như là chúng ta có thể nhồi vào thêm những cái mã mid cap bất động sản, những cái mã mid cap chứng khoán, những cái mã mid cap khu công nghiệp, hoặc là dời qua dầu khí, hoặc là có thể là vào nhóm ngân hàng đúng không, chúng ta có thể mở rộng ra thêm một nhóm nữa, đó chính là nhóm ngân hàng. Cộng các mã đã quay về vùng đỉnh cũ tháng 8, tháng 9, 2022. Mã nào đã vượt được cái vùng đỉnh này thì có thể tiếp tục nắm giữ, những nhịp rung lắc giá đỏ trong phiên là cơ hội để mua gia tăng thêm hàng, vẫn tập trung các nhóm chứng khoán, bất động sản, khu công nghiệp, đầu tư công, dầu khí và bán lẻ. Đó, thì cái đó là cái nhận định của em ha.
BDR nè anh chị, hồi sáng là mới làm cái video ngày hôm qua xong, bất động sản bán lẻ là ngày hôm nay hai nhóm đó nó bùng hết luôn á. Đó, hôm nay có khuyến nghị mọi người thêm một mã là HDC nha. HDC là một trong những cái mã em nghĩ rằng là nó sẽ lên được tới 41 đó, xác suất rất cao luôn. Rồi buổi chiều tầm khoảng cuối giờ sáng thì thị trường có những cái nhịp điều chỉnh, thì em có khuyến nghị mọi người là mua gia tăng thêm đất xanh với BDR nè. Ở sale thì từ từ nhanh vậy, sale khi nào mua gia tăng được em sẽ báo sau. Đó thì hôm nay là không khuyến nghị mọi người bán gì hết. Có khuyến nghị mọi người là mua gia tăng thêm Masan, là khi mà Masan đã vượt được 72.6. Ngày 23 tháng 5 thì em đã khuyến nghị mọi người mua Masan cái vùng 69 cho tới 70.7, thì chị nào mua được thì chúc mừng mọi người. Masan tiếp tục gồng nha anh chị. Bên cạnh đó thì hôm nay là có mã cổ phiếu BCC cũng được kéo rất là mạnh ở trong phiên ATC nha anh chị. Đây cũng là một trong những cái mã cổ phiếu em khuyến nghị vào ngày 23 tháng 5. Đó, BCC vùng mua 12 12.2, chốt lời 15, cắt lỗ khi thủng 11.4. Thì anh chị nào có BCC ráng gồng nha anh chị, ráng gồng. Ok ha. Đó thì đó là những cái khuyến nghị của em trong cái room khách hàng ngày hôm nay. Anh chị nào quan tâm tới room khách hàng, room Zalo tín hiệu của em, hoặc là quan tâm đang cần tìm một cái người tư vấn, một cái người đồng hành trên thị trường để cùng nhau kiếm tiền trong cái khoảng thời gian sắp tới, tại vì đây là trong một cái môi trường đáy vĩ mô cho nên cơ hội kiếm tiền sắp tới sẽ rất là nhiều, đây chỉ mới là cái sự khởi đầu thôi nha anh chị. Anh chị đừng có để là cho những cái dòng tiền ở bên ngoài nó đổ vào thị trường xong cổ phiếu nó tăng xong hết rồi chị mới quan tâm, là lúc đó là dính đỉnh nha anh chị, coi chừng những cái vấn đề đó đó. Cho nên là bây giờ chỉ mới là sự khởi đầu thôi, cho nên anh chị nào quan tâm cần tìm kiếm một cái người đồng hành, cần tìm một cái người tư vấn, cứ liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nha anh chị, 0866088044. Anh chị chỉ cần mở một cái tài khoản VPS hoặc là đang giao dịch bên VPS thì chuyển ID về em là đã có thể gọi là đồng hành cùng với em, và sẽ được tham gia vào room Zalo khách hàng cũng như là nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ 1:1 đến từ em. Ok ha anh chị. Đó, có gì cứ liên hệ trực tiếp với Zalo và kết bạn với em ha. Còn về thị trường thì em view rằng là ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch rút chân rất là đẹp. Thì nếu như mà theo cái kịch bản nha anh chị, nếu đối với cá nhân em á, thì cái kịch bản ngày mai thị trường mở gap nhảy qua luôn 1080 là đẹp nhất. Đó, ngày mai thị trường nhảy gap hoặc là buổi sáng không nhảy gap thì buổi sáng nó nên vượt luôn 1080 và giao dịch ở trên 1080 luôn. Thì đó là kịch bản đẹp nhất dành cho thị trường. Và đặc biệt nhất để muốn mà vượt qua được cái vùng đỉnh 1084 một cách thuyết phục á, thì cần đến cái sự trợ giúp của nhóm ngân hàng nữa là ok, là coi như là mọi thứ là sẽ rất là đẹp nha. Này thị trường hiện tại đã vượt qua được cái vùng trend giảm như thế này và hôm nay một cái cây test lại khá là ok, thì ngày mai em nghĩ là nên gọi là, một là nhảy gap vượt qua 1080, hai là buổi sáng không nhảy gap thì buổi trong buổi sáng nên vượt qua 1080 để giao dịch ở trên đó cho tới hết phiên luôn, thì em nghĩ là thị trường sẽ rất là tích cực. Và có thể là bắt đầu từ ngày mai ngày mốt nhóm ngân hàng sẽ quay trở lại nha, thì nhóm ngân hàng sẽ quay trở lại, cho nên chỉ có thể để ý tới những cái mã cổ phiếu như là Techcombank, em thấy hiện tại vẫn đang trong vùng mua nha, vẫn đang trong vùng mua, MBB vẫn đang trong vùng mua, VIB vẫn đang trong vùng mua. Đây là những cái mã cổ phiếu ngân hàng em thấy rất là đẹp trong khoảng thời gian sắp tới. Bên cạnh đó nhóm thép cũng sẽ là những cái nhóm, nhóm thép có thể là sẽ là cái nhóm vẫn sẽ tiếp tục tăng điểm được trong khoảng thời gian sắp tới nha anh chị. Nhóm thép hoàn toàn có khả năng sẽ lên quét lại những cái vùng đỉnh cũ ở trên này một lần nữa, ví dụ như Hoa Sen hoàn toàn có khả năng sẽ lên quét lại cái vùng 16.x 17 ở trên này. Hai Nam Kim hoàn toàn có khả năng sẽ còn lên lại được những cái vùng đỉnh cũ ở trên này nữa nha anh chị, tầm khoảng loanh quanh cũng 16.x cho tới 17 luôn. Đó, cho nên nhóm thép cũng là một trong những nhóm anh chị có thể quan tâm trong cái khoảng thời gian sắp tới nha anh chị. Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát rồi đó. Bây giờ là đa số các mã cổ phiếu nó cũng đa số các nhóm đều tăng hết rồi, thì anh chị không biết mua nhóm nào thì vào nhóm thép cũng được. Mặc dù cho nhóm thép hiện tại là giá thép thế giới đang giảm khá là mạnh, tuy nhiên là nhóm thép em vẫn nghĩ rằng là sẽ có những cái nhịp tăng khá là tốt trong khoảng thời gian sắp tới, tuy là nó chưa bùng nổ được thôi, nhưng mà anh chị đánh ngắn hạn cũng được đối với nhóm thép ha, cái này là tùy khẩu vị mọi người thôi. Đó thì đó là những gì mà em muốn chia sẻ trong cái video lần này, một phiên giao dịch quá là tuyệt vời, và sắp tới sẽ còn nhiều phiên giao dịch tuyệt vời giống như thế này nữa nha anh chị, miễn sao anh chị vẫn tiếp tục lì và nắm giữ hàng gồng lãi cùng em trong giai đoạn sắp tới nha anh chị, để chúng ta kiếm được một cái mức lợi nhuận gọi là lớn trong năm nay đó, cơ hội rất là lớn nha anh chị. Thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta gồng gồng lỗ được thì cũng phải gồng lãi được đó. Muốn hỗ trợ cái gì, tư vấn cái gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Hỏi bán cái gì đó thì cứ liên hệ với em nha anh chị, thì em sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh chị em, về với đội của em thì sẽ được chăm sóc rất là chu đáo đó. Rồi tạm biệt mọi người nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này. Anh chị em nào chưa like thì nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh, cũng như là thả cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận nha anh chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video này, hẹn mà gặp mọi người trong cái buổi livestream vào tối ngày hôm nay vào lúc 9:30 nha anh chị. Nhớ 9:30 lên coi livestream chung với em, sẽ có những cái mã cổ phiếu, sẽ có những cái nhóm ngành anh chị hoàn toàn có khả năng là tham gia được. Như em đã làm trong những cái phiên giao dịch, trong những cái phiên livestream trước đó. Ok ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi chiều tốt lành cũng như có được một cái buổi tối ngon miệng. Bye bye anh chị em.